Hội đồng Tiền lương Quốc gia vừa gửi báo cáo khuyến nghị tới Chính phủ về việc xem xét mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2024. Trước đó, Hội đồng đã đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng 6%, tương ứng mức tăng từ 200.000 đến 280.000 đồng tùy theo từng vùng. Mức tăng lương tối thiểu vùng 6% được kiến nghị áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Theo đó, lương tối thiểu tại vùng 1 sẽ nâng lên 4.960.000 đồng, vùng 2 là 4.410.000 đồng, vùng 3 là 3.860.000 đồng và vùng 4 đạt 3.450.000 đồng. Cùng với tăng lương tối thiểu theo tháng, mức lương tối thiểu giờ cũng tăng tương ứng 6% từ giữa năm 2024. Cụ thể, vùng 1 lên 23.800 đồng, vùng 2 lên 21.200 đồng, vùng 3 là 18.600 đồng, vùng 4 là 16.600 đồng. Tại nghị quyết 01 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Chính phủ đã giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động hoàn thành trong tháng 5 năm 2024. Đồng thời, Bộ cũng được giao chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng báo cáo các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới đối với khu vực doanh nghiệp, tác động khi cải cách tiền lương đến chính sách bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng và trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội. Nếu được Chính phủ thông qua, đây sẽ là lần thứ hai trong 4 năm lương tối thiểu vùng tăng vào đầu tháng 7 sau kỳ điều chỉnh hồi ngày 1 tháng 7 năm 2022 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.